nhạc sập sình nhạc vui quá vui, tiệc cưới mừng uyên ương sánh đôi, lễ ra mắt tay trong tay, chiếc nhẫn xinh kết duyên đôi mình. Cả hai họ đều tươi như hoa, thật rộn ràng là bao câu ca, lời ca chúc chúc cho hai người phúc trăm năm thắm duyên nồng, mãi bên nhau trao con đầy đà. Rộn tiếng cười người vui quá vui, rượu thơm nồng nào ta uống say, một ly nữa chúc cho duyên tình mãi xanh tươi, suốt cuộc đời vẫn bên nhau như cầu với chầu. Ngày khăn đông đội tóc, ngày đôi guốc mọc mới, chiếc áo dài cài nhiều hoa xinh. Mừng em nhé hạnh phúc, mừng anh nhé hạnh phúc, đám cưới mình thật đẹp như mơ. Nhạc sập sình nhạc vui quá vui, tiệc cưới mừng uyên ương sánh đôi, lễ ra mắt tay trong tay, chiếc nhẫn xinh kết duyên đôi mình. Cả hai họ đều tươi như hoa, thật rộn ràng là bao câu ca, lời ca chúc chúc cho hai người phúc trăm năm thắm duyên nồng, mãi bên nhau trao con đầy đàn. Rộn tiếng cười người vui quá vui, rượu thơm nồng nào ta uống say, một ly nữa chúc cho duyên tình mãi xanh tươi, suốt cuộc đời vẫn bên nhau như cầu với chầu. Sập sình nhạc vui quá vui, tiệc cưới mừng uyên ương sánh đôi, lễ ra mắt tay trong tay, chiếc nhẫn xinh kết duyên đôi mình. Cả hai họ đều tươi như hoa, thật rộn ràng là bao câu ca, lời ca chúc chúc cho hai người phúc trăm năm thắm duyên nồng, mãi bên nhau trao con đầy đàn. Rộn tiếng cười người vui quá vui, rượu thơm nồng nào ta uống say, một ly nữa chúc cho duyên tình mãi xanh tươi suốt cuộc đời. Hay lời cho ban tổ chức đồng hành cùng toàn thể quý vị ngày hôm nay, xin được nồng nhiệt chào đón sự hiện diện của các cụ, các ông, các bà và toàn thể các vị khách quý gần xa đang hiện diện tại tư gia của gia đình ông bà Bính Trâm để chung vui, dự và chúc mừng hạnh phúc cho cô dâu Thanh Hiền và chú rể Ngọc Duy bằng một tràng pháo tay thật nồng nhiệt. Kính thưa toàn thể quý vị, tiếp nối thành công và niềm vui, niềm phấn khởi của hai bên gia đình tại buổi lễ ăn hỏi. Và ngày hôm nay, hai gia đình họ nhà trai, họ nhà gái lại tiếp tục lựa chọn vào ngày lành, tháng tốt, giờ tốt để tổ chức buổi lễ phu quy. Mừng hạnh phúc cho đôi bạn trẻ Thanh Hiền và Ngọc Duy tới dự và chung vui với hai bên gia đình. Thay lời ban tổ chức, tôi xin được trân trọng giới thiệu có sự hiện diện của các cụ, các ông, các bà đến từ hai bên bốn họ, đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Về phía đoàn đại biểu của gia đình họ nhà trai, tôi xin được trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Quang Vượng là trưởng đoàn đại diện của gia đình, đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Xin trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Quang Anh, bà Bùi Thị Thu Nga là bố mẹ của chú rể Ngọc Duy, đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Về phía gia đình họ nhà gái, tôi xin được trân trọng giới thiệu ông Trần Kim Tuân là trưởng đoàn đại diện của gia đình, đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Xin trân trọng giới thiệu sự hiện diện của bố mẹ cô dâu Thanh Hiền. Tôi xin được giới thiệu ông Trần Quang Bính và bà Phùng Thị Thanh Trâm, xin được trân trọng giới thiệu và nồng nhiệt chào đón.
rất vui và vinh dự cho hai gia đình ngày hôm nay được đón nhận sự hiện diện của các bác, các cô, các chú, các anh, các chị, anh em nội tộc bên nội, bên ngoại của hai bên gia đình, cũng như bạn bè, đồng nghiệp gần xa của cô dâu Thanh Hiền và chú rể Ngọc Duy dành thời gian tới dự và chúc mừng hạnh phúc. Một lần nữa, đề nghị toàn thể quý vị cùng dâng cao một tràng pháo tay thật nồng nhiệt để chào đón. Kính thưa quý vị, và để đến với buổi lễ sinh đón dâu ngày hôm nay, ban tổ chức xin được trân trọng giới thiệu và kính mời hiện diện lên vị trí trang trọng trên sân khấu ông trưởng đoàn đại diện gia đình họ nhà trai, ông Nguyễn Quang Vượng, và trưởng đoàn đại diện gia đình họ nhà gái, ông Trần Kim Tuân. Xin trân trọng kính mời hai ông. Kính thưa toàn thể quý vị, nhận trọng trách của các cụ, các ông, các bà, các bậc cao niên của hai bên gia đình giao phó làm trưởng đoàn đại diện cho hai bên gia đình và là chủ hôn của cô dâu chú rể, đồng thời sự cậy nhờ của phía gia đình vợ chồng ông bà Bính Trâm và vợ chồng ông bà Anh Nga. Sau đây, tôi xin được trân trọng giới thiệu và kính mời ông Nguyễn Quang Vượng, đại diện cho gia đình họ nhà trai, thay mặt cho gia đình có lời phát biểu thưa chuyện với các cụ, các ông, các bà, với vợ chồng ông bà Bính Trâm để gia đình họ nhà trai xin phép có lễ được đón dâu. Trân trọng kính mời ông. Kính thưa hai giới các cụ, kính thưa các ông, các bà, kính thưa gia đình hai họ và thưa toàn bộ bạn bè của các hai gia đình chúng ta. Hôm nay trước khi vào cái lễ thì chúng tôi xin có lời chào trân trọng tới các cụ, các ông, các bà và toàn bộ các vị khách quý có mặt trong ngày hôm nay, và để chúc mừng, chúc phúc cho hai cháu Ngọc Duy và Thanh Hiền. Kính thưa các cụ, các ông, các bà, kính thưa các quý khách và thưa tất cả các bạn nam nữ thanh niên, hai cháu Ngọc Duy và Thanh Hiền trong một thời gian tìm hiểu và đã cùng một ý nguyện là về chung một nhà. Thế nên hôm nay tất cả mọi cái thủ tục về mặt nghi lễ thì hai gia đình của chúng ta đã tiến hành các bước theo đúng nghi lễ của truyền thống. Và hôm nay ngày lành tháng tốt giờ đẹp, gia đình nhà trai của chúng tôi có cái lễ để xin gia đình ông bà Bính Trâm và gia đình họ nhà gái để đón cho cháu Thanh Hiền về làm vợ của cháu Ngọc Duy và làm con cháu của gia đình nhà chúng tôi. Và trước khi chúng tôi xin được trao lễ, xin được kính chúc sức khỏe các cụ, các ông, các bà, các bạn bè thân hữu của hai gia đình, và chúc cô dâu chú rể trăm năm hạnh phúc. Sau đây xin mời đại diện của nhà gái sẽ có ý kiến để đón tiếp cái cơ chầu của họ nhà trai của chúng tôi. Ban tổ chức xin trân trọng cảm ơn ông Nguyễn Quang Vượng, đại diện cho gia đình họ nhà trai vừa có lời phát biểu. Và sau đây xin kính mời ông Trần Kim Tuân, đại diện gia đình họ nhà gái, có lời phát biểu đáp từ và nhận lễ. Xin trân trọng kính mời ông. Kính thưa các cụ ông, cụ bà, các ông bà, các bác bá, các cô chú, các anh chị cùng toàn thể các bạn nam thanh nữ tú có mặt trong buổi lễ xin cưới hôm nay, được sự thống nhất của hai gia đình ông bà Bính Trâm và ông bà Anh Nga, hôm nay họ nhà trai có lễ xin dâu để đón cháu Thu Hiền về tại tư gia của ông bà Anh Nga để tổ chức lễ thành hôn của hai cháu. Tôi xin thay mặt gia đình họ nhà gái xin nhận lễ xin dâu của họ nhà trai. Xin trân trọng cảm ơn. Vâng, đúng là hôm nay sum họp chúc mai, tình trong một khắc nghĩa dài trăm năm. Xin trân trọng kính mời ông Nguyễn Quang Vượng, trưởng đoàn đại diện gia đình họ nhà trai, sẽ trang trọng trao lễ cho đại diện gia đình họ nhà gái, ông Trần Kim Tuân. Và giây phút thật tuyệt vời, thật ý nghĩa này, ban tổ chức cũng xin được trân trọng kính mời hai bà thông gia cùng hiện diện lên vị trí trang trọng trên sân khấu. Ngày hôm nay, người sinh duyên cùng cô dâu Thanh Hiền, chú rể Ngọc Duy xin mời lên sân khấu đứng giữa hai mắt trưởng đoàn đại diện hai bên gia đình. Thiên đường hạnh phúc là khi anh có em, thiên đường hạnh phúc là khi em có anh. Hãy cầm tay anh đi em, hãy ôm anh thật chặt, để tình yêu đôi ta mãi mãi luôn gần nhau. Thiên đường hạnh phúc là khi em có anh, thiên đường hạnh phúc là khi có em bên cạnh. Nở nụ cười ấm áp, trao nhau lời tin yêu, suốt cuộc đời này ta mãi thuộc về nhau. Thiên
lặng yên nghe con tim với yêu thương nồng say như trời vơi. Nếu như đây là mơ, xin cho tôi dừng thêm phút giây này. Niềm vui khi bên nhau, có bao nhiêu buồn lo tan đi mau. Những phút giây gần nhau sao qua nhanh, nghẹn ngào không nói nên lời. Cô dâu và chú rể cùng nở một nụ cười thật tươi, hướng mắt tới toàn thể quý vị, cúi đầu chào ra mắt một lời chào trân trọng nhất. Kính thưa các cụ, các ông, các bà và kính thưa toàn thể quý vị khách quý, và giây phút này có lẽ rất là xúc động, rất là vui sướng, đó chính là những bậc sinh thành, đó là vợ chồng ông bà Vĩnh Trâm đã sinh ra cô dâu Thanh Hiền và vợ chồng anh Nga sinh ra chú rể Ngọc Duy. Xin phép cho tôi được trân trọng kính mời hiện diện lên sân khấu ông Trần Quang Bính và bà Phùng Thị Thanh Trâm hiện diện bên cạnh cô dâu và chú rể. Xin trân trọng kính mời hai ông bà. Vợ chồng ông bà Vĩnh Trâm cũng như bao người cha người mẹ khác đều có chung niềm vui và niềm mong mỏi đó. Và ngày hôm nay, trong ngày trọng đại của cuộc đời của con gái nhỏ Thanh Hiền, ông bà cũng đã làm tròn bổn phận của những người làm cha, làm mẹ, và chắc chắn rằng cũng sẽ có những đôi điều, và xin phép cho tôi được đỡ lời cho ông bà muốn gửi tới chú rể Ngọc Duy. Và kính thưa toàn thể quý vị, như toàn thể quý vị đã biết, ông bà Vĩnh Trâm sinh ra được hai cô con gái, và cô dâu ngày hôm nay là cô con gái út của hai ông bà. Từ nhỏ đã được nuôi nấng, dạy bảo, chăm sóc rất là cẩn thận và chu đáo, tạo dựng công ăn việc làm, và cũng thuận theo tình cảm, tình yêu đôi lứa của con gái Thanh Hiền và con rể Ngọc Duy, hai bên gia đình hết lòng vun vén tổ ấm hạnh phúc cho hai con. Hôm nay trong ngày vui đặc biệt của mình, tôi muốn ông Trần Quang Bính hãy nắm lấy tay con gái của mình và đặt lên tay con rể. Đây là niềm mong ước, niềm mong mỏi của bố mẹ, trao gửi tất cả niềm tin với con rể. Con hãy yêu thương, quan tâm, chăm sóc và là một người đàn ông bao dung, độ lượng, là một người đàn ông là điểm tựa tinh thần trong suốt cuộc đời của người vợ của con. Xin kính mời ông Trần Quang Bính hãy nắm tay con gái và đặt vào tay con rể. Và tôi mong muốn rằng chú rể Ngọc Duy, tuy bố vợ mình không nói nhiều, nhưng một cử chỉ rất như vậy, ít như vậy thôi, và muốn em mới cảm nhận được niềm mong mỏi của người cha đối với em. Hãy yêu thương và quan tâm những người vợ của mình, đó chính là cô dâu Thanh Hiền. Để quý vị chia sẻ với nỗi niềm này của người cha, của hai người đàn ông với nhau, thì xin phép cho ban tổ chức chúng tôi một tràng pháo tay thật lớn nữa để chúc mừng hạnh phúc cho cô dâu và chú rể. Xin trân trọng cảm ơn. Và ban tổ chức cũng xin được kính mời phía gia đình họ nhà trai, ông Nguyễn Quang Anh và bà Bùi Thị Thu Nga cùng đồng hiện diện lên sân khấu bên cạnh thông gia của hai bên gia đình và chụp một bức ảnh kỷ niệm cùng với hai con trên sân khấu. Xin trân trọng kính mời. True.
các vị quý khách gần xa và thưa các bạn nam nữ thanh niên, giờ hoàng đạo đã đến, gia đình chúng tôi xin phép được đón cháu Thanh Hiền về làm dâu trong gia đình họ nhà trai chúng tôi. Và một điều nữa mà chúng tôi cũng không thể không nhắc đến, đó là xin được chân thành cảm ơn sự chuẩn bị chu đáo và sự đón tiếp rất nồng hậu của gia đình nhà gái đối với nhà họ nhà trai nhà chúng tôi ngày hôm nay. Và để chuẩn bị cho lễ thành hôn của hai cháu được tốt đẹp, chúng tôi xin trân trọng kính mời tất cả các cụ, các ông, các bà, các quý khách của gia đình họ nhà gái cùng đưa cháu Thanh Hiền về để hai gia đình của chúng ta tổ chức lễ thành hôn cho hai cháu, để chúc phúc cho hai cháu trăm năm hạnh phúc. Cho nên sau đây chúng tôi xin được trân trọng một lần nữa, xin được nói lời trân trọng cảm ơn ông bà Bính Trâm và xin phép ông bà Bính Trâm và họ nhà gái cho chúng tôi được đón cháu Thanh Hiền về bên gia đình của chúng ta, gia đình của chúng tôi, và chúng ta cùng nhau để tổ chức lễ thành hôn cho hai cháu. Xin kính mời tất cả các cụ, các ông, các bà, các vị quý khách và các bạn nam nữ thanh niên xin trân trọng. Mãi bên dàn trầu, mãi sau đôi lửa chung nhịp cầu. Cầu đưa em qua bên sông, nhịp cầu đưa em qua phố đông, gặp người yêu bao năm ước mong, để uyên ương đẹp đôi vợ chồng. Theo anh về phố chợ thênh thang, trên con đường nắng đổ chang chang, gió miên man theo từng bước chân. Đám cưới về trên thành đô, hôm nay trông chú rể thật là hiền, trao bông tai nhẫn cưới dây chuyền vàng, cô dâu xinh xắn bên họ hàng. Đám cưới về trên đường quê, cô dâu đôi má hồng về nhà chồng, tung bay sáng pháo rơi đầy đường, quê tôi trai gái vui trong lòng. Cất tiếng hát chúc mừng đôi tình nhân, bên nhau cho đến ngày đầu bạc đầu, vui kia thăm mãi bên dàn trầu, mai sau đôi lửa chung nhịp cầu. Thưa quý vị, chúng tôi xin được vui mừng và nồng nhiệt được đón chào tới sự diện của tất cả quý vị. Chúng ta đã cùng có mặt tại một không gian trang trọng của quê gia đình của hoàng nhà trai để cùng tham dự sự kiện trọng đại, đó là đại lễ thành hôn. Chúc mừng hạnh phúc cô chú rể gặp gì sẽ riêng cùng cô dâu Thanh Hiền. Thưa quý vị thân mến, đám cưới là một ngày trọng đại, là một sự kiện đặc biệt mà tất cả những cặp đôi yêu nhau họ đều muốn mình trở thành chủ nhân của ngày đó. Và cho đến ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ không nói quá nhiều với lý do tại sao quý vị có mặt tại đây. Bởi lẽ cho đến giờ phút này, khi hai bên gia đình cùng cô dâu và chú rể đã điền đầy đủ tất cả những thông tin quan trọng lên tấm thiệp hồng và trao tận tay tới toàn thể quý vị để loan báo tin vui mừng hạnh phúc đến sự diện yêu mến của toàn thể các cụ, các ông, các bà của hai bên gia đình và tất cả các quý vị khách quý đã cùng trở về đây với những ánh mắt, những nụ cười dành tới những lời chúc mừng hạnh phúc vô cùng ý nghĩa từ chú rể Ngọc Duy và cô dâu Thanh Hiền. Và ngay sau đây, để chúng ta sẽ đến với những nghi thức đầu tiên, những thủ tục quan trọng, chúng tôi xin được trân trọng kính mời hai bác trưởng đoàn đại diện cho gia đình họ nhà trai và gia đình của họ nhà gái sẽ cùng hiện diện tại sân khấu để chúng ta sẽ đến với những nghi thức trang trọng đầu tiên. Xin được trân trọng kính mời ạ.
thì hai bác trưởng đoàn đã hoàn thành được sứ mệnh cao cả của mình, đó là đón và đưa cô dâu xinh đẹp thanh hiền trở về với đại lễ thành hôn ngày hôm nay. Và quý vị không quên dành một tràng vỗ tay thật lớn để cùng chào đón sự diện của hai bác trưởng đoàn. Thưa quý vị thân mến, theo phong tục của ông cha ta thì cứ mỗi nghi lễ nào đó trong ngày trọng đại sẽ đều được thực hiện rất kỹ lưỡng và chi tiết. Người ta thường nói rằng qua sông thì phải có bến có đò, mà gả con thì cha mẹ cũng muốn dặn dò nơi đâu. Và ngay sau đây chúng ta sẽ đến với một nhiệm vụ rất cao cả, rất đặc biệt của bác Trần Kim Tuân, là trưởng đoàn của gia đình Hoàng Nhà Đái, sẽ có lời phát biểu trao dâu. Xin được trân trọng kính mời bác. Lời đầu tiên, cho phép tôi thay mặt đoàn đại gái xin chân thành cảm ơn sự đón tiếp chân tình, nồng hậu và thắm tình đoàn kết của đại trai đối với họ đại gái chúng tôi hôm nay. Kính thưa các cụ ông, cụ bà, các ông bà, bác bán, cô chú, anh chị cùng toàn thể các bạn năm khách quý tú có mặt trong hôn trường hôm nay. Được sự ủy quyền của ông bà Vĩnh Trâm, tôi là bác ruột của cháu Thanh Hiền, cũng là trưởng đoàn của họ nhà gái, có trách nhiệm đưa cháu Thanh Hiền từ phường Tiên Cát, thành phố Việt Trì về tại tư gia của ông bà anh Nga tại xã Thạch Đồng, huyện Thanh Thủy để bàn giao lại cháu Hiền cho ông bà anh Nga tổ chức lễ thành hôn của hai cháu một cách an toàn và đúng giờ quy định. Báo cáo với toàn thể gia đình họ nhà trai, đối với cháu Hiền thì tuổi còn trẻ, lớn lên thì sống phụ thuộc về với bố mẹ, khi ra trường công tác ổn định được thời gian ngắn thì lại đi xây dựng gia đình. Do vậy trong quá trình sinh hoạt, giao tiếp, cách đối nhân xử thế của cháu Hiền về nhà chồng đôi lúc còn bỡ ngỡ, mong ông bà anh Nga sẽ hướng dẫn chỉ bảo cháu để cháu Hiền trở thành người vợ tốt của cháu Ngọc Duy, là con dâu Hiền của ông bà anh Nga và là con là cháu hiếu thảo của họ tộc nhà trai. Nhân ngày lễ thành hôn của hai cháu, tôi xin thay mặt cho đoàn họ nhà gái xin chúc phúc hai cháu Thanh Hiền, Ngọc Duy sống vui vẻ, trẻ trung và hạnh phúc. Chúc tình thâm gia của hai gia đình ông bà Bình Trâm và ông bà anh Nga mãi mãi bền chặt. Nhân đầu xuân năm Quý Mão, cho phép tôi gửi lời kính chúc tới toàn thể các ông bà, các bác bá, các cô chú, các anh chị cùng toàn thể các bạn năm thanh tứ tú có mặt trong hôn trường hôm nay có một sức khỏe và hạnh phúc. Xin trân trọng cảm ơn. Vâng ạ, xin cảm ơn bác trưởng đoàn đại diện cho gia đình Hoa Nhà Gái. Vâng, thưa quý vị, nhà gái thì cũng đã phát biểu rồi, nhà trai cũng phải đỡ lời sang câu để cho bên rể bên dâu và để cho hai họ được bền lâu về dài. Và ngay sau đây thì bác Nguyễn Quang Vượng sẽ đại diện cho gia đình họ nhà trai có đôi lời phát biểu đáp từ và đặc biệt có đôi lời cảm ơn tới sự diện của tất cả quý vị. Xin được trân trọng kính mời bác. Kính thưa hai giới các cụ, kính thưa các ông, các bà, các vị quý khách của hai gia đình, nhà trai và nhà gái. Thưa các bạn, nam nữ thanh niên, hai cháu Ngọc Duy và Thanh Hiền qua quá trình tìm hiểu, yêu thương nhau và có cùng một ý nguyện là về chung một nhà. Thể theo nguyện vọng của các cháu, hai gia đình của chúng tôi đã thực hiện đầy đủ tất cả các bước theo nghi thức của truyền thống. Và hôm nay, ngày lành, tháng tốt, được sự đồng ý của hai gia đình và hơn nữa là được chính quyền đã đăng ký kết hôn. Hai gia đình của chúng tôi hôm nay tập trung ở tại đây, tư gia của ông bà anh Nga để tổ chức lễ thành hôn cho hai cháu. Vừa rồi vì đại diện của gia đình nhà gái có trao gửi cháu dâu với gia đình của chúng tôi thì chúng tôi xin được đón nhận và xin tiếp cái ý kiến của ông là tiếp tục sẽ cùng nhau để hướng dẫn cháu phù hợp với cuộc sống của gia đình nhà trai chúng tôi. Và chúng tôi cũng mong rằng cháu Ngọc Duy có kiến thức
đầy đủ. Thế nhưng mà về mọi mặt cái kỹ năng sống thì cũng còn quá những cái điều còn khiếm khuyết. Thì xin mong gia đình ông bà Bính Trâm và gia đình họ nhà gái sẽ cùng nhau để chỉ bảo cho các cháu để làm nào để cho nó đảm bảo hoàn thành nhất. Và kính thưa các vị, cuộc sống của hôn nhân nó là một cuộc sống mới, cho nên là đề nghị hai cháu tiếp tục yêu thương nhau, bảo ban nhau để phù hợp với cuộc sống hôn nhân và hay với nếp sống của hai gia đình nhà chúng ta. Thay mặt cho họ nhà trai, chúng tôi xin được có lời cảm ơn sự có mặt đầy đủ của các vị khách quý của hai gia đình của chúng ta có mặt trong ngày hôn lễ của các cháu, lễ thành hôn của hai cháu. Và chúng tôi xin hứa sẽ tiếp tục để cùng nhau bảo ban các cháu cho nó cuộc sống hôn nhân của nó tốt đẹp hơn. Và một lần nữa xin kính chúc và cảm ơn sự có mặt đầy đủ của các cụ, các ông, các bà và gia đình nhà gái và tất cả trong cái buổi hội hôn ngày hôm nay. Và chúng tôi cũng xin được tiếp thu và nhận mọi trách nhiệm để xây dựng hạnh phúc cho các cháu và chúc các cháu trăm năm hạnh phúc. Xin đa tạ. Vâng ạ, ngay lúc này thì có lẽ hai bác hãy dành cho nhau một cái bắt tay, một cái hôn thật chặt, thật tình cảm. Chúc mọi bác thật nhiều sức khỏe, bình an và hạnh phúc. Chúc cho tình thông gia của hai nhà sẽ ngày càng keo sơn và bền chặt hơn nữa. Và quý vị không quên dành một tràng vỗ tay thật lớn để cùng chúc mừng hai bên gia đình. Giờ đây là có Dâu Hiền và Dì Thảo. Kính thưa quý vị thân mến, nhà gái thì cũng đã đưa dâu về đây, giao con giao cháu được làm dâu bên này. Nhà trai thì cũng đã trình bày để chúc cho hai bạn được từ nay một nhà. Và đó là một nội dung đầu tiên của buổi lễ thành hôn ngày hôm nay. Một nội dung tiếp theo mà chúng tôi muốn được giới thiệu tới tất cả quý vị, đó là lễ gia tiên. Theo quan niệm thì vẫn từng nói, phi cổ thì bất thành kim, không cha không mẹ thì lấy nơi đâu sinh thành. Ngày hạnh phúc biết ơn cha mẹ, thắp nén hương trầm để tưởng nhớ gia tiên. Và ngay sau đây xin mời chú rể Ngọc Duy cùng cô dâu Thanh Hiền sẽ cùng với hai bác trưởng đoàn, đặc biệt là cùng với sự diện của bố mẹ chú rể và bố mẹ cô dâu sẽ cùng di chuyển vào bên trong tư gia để cùng chứng kiến hai con thắp hương làm lễ gia tiên. Điều đầu tiên sẽ cùng chứng giám cho tình yêu của cô dâu và chú rể nên nghĩa vợ chồng. Những lý do để có mặt trong ngày hạnh phúc hôm nay và sự hiện diện đặc biệt của chú rể Ngọc Duy, cô dâu Thanh Hiền xin được hân hạnh ra mắt cúi chào tới toàn thể quý vị. Kính thưa quý vị thân mến, ngày hôm nay trong ngày hạnh phúc, ngày vui, thật sự thiếu sót nếu như chúng tôi không nhắc tới những công lao trời bể của những đấng sinh thành, dưỡng dục, những bậc làm cha, làm mẹ. Và đó là những người có công rất lớn trong việc vun đắp tình yêu đôi lứa. Và ngay sau đây, chúng tôi xin được trân trọng và giới thiệu về phía gia đình của họ nhà trai có sự diện của ông Nguyễn Quang Anh và bà Bùi Thị Thu Nga là những bậc thân sinh của chú rể. Về phía gia đình của họ nhà gái, chúng tôi cũng xin được trân trọng và giới thiệu có sự diện của ông Trần Quang Bính và bà Phùng Thị Thanh Trâm là những bậc thân sinh của cô dâu. Và ngay lúc này chúng ta hãy cùng dành một tràng vỗ tay thật lớn, thật nồng nhiệt để cùng chào đón sự hiện diện của những bậc làm cha làm mẹ của cô dâu và chú rể. Xin mời. Đi.
Và xin mời bố mẹ của cô dâu và chú rể ạ, hãy cùng hiện diện tại sân khấu để cùng chứng kiến những khoảnh khắc và cùng hạnh phúc của hai con trong ngày hạnh phúc hôm nay ạ. Thưa quý vị, niềm vui lớn nhất trong cuộc đời của những người làm cha làm mẹ đã thấy các con được khôn lớn và yên bề xa thất. Và ngày hôm nay chúng tôi tin chắc rằng khi được chứng kiến những khoảnh khắc và cùng ý nghĩa và quan trọng của hai con thì những bậc làm cha làm mẹ rất tự hào và hãnh diện vì điều đó. Và một lần nữa thì đại gia đình, sự hiện diện đông đủ của đại gia đình sẽ được hân hạnh ra mắt cô chào và cảm ơn tới toàn thể quý vị. Thưa quý vị thân mến, đã có một nhà triết học gia từng nói rằng ai sinh ra trên cuộc đời này đều được thượng đế định đoạt một nửa của đời mình đâu đó trên trái đất, và hai người họ chỉ cần đi ngang qua nhau, họ gặp nhau và thế là câu chuyện tình yêu bắt đầu. Và ngày hôm nay tất cả chúng ta cùng có mặt tại đây để cùng chứng kiến kết quả của một tình yêu đẹp đã trải qua những năm tháng, những gian nan thử thách. Họ đã chuyển mối duyên từ tình bạn sang tình yêu, và cho đến ngày hôm nay trước sự chứng kiến của tất cả quý vị thì họ sẽ cùng nhau nắm tay nhau đến cái đích cuối cùng của tình yêu, đó chính là mái ấm gia đình thật hạnh phúc. Và ngay bây giờ không để quý vị chờ đợi lâu nữa, chúng tôi xin mời tất cả quý vị, chúng ta sẽ cùng chứng kiến những khoảnh khắc vô cùng hạnh phúc của cô dâu và chú rể. Và hình ảnh đầu tiên mà chúng tôi muốn được nhắc tới đó là hình ảnh của cặp nhẫn cưới, một biểu tượng cao đẹp nhất cho một tình yêu vĩnh cửu, sẽ không bao giờ có điểm đầu và điểm kết thúc. Và ngay lúc này chúng tôi tin chắc rằng chú rể Ngọc Duy và cô dâu Thanh Hiền đã sẵn sàng để trao cho nhau cặp nhẫn cưới yêu thương. Và xin mời anh chị sẽ cùng tiến lên phía trước hai bước, cùng quay mặt vào nhau và trao cho nhau kỷ vật thiêng liêng này. Xin mời. Chào em chiếc nhẫn thiêng liêng cho ngày vui lứa đôi. Và thưa quý vị, giây phút quan trọng nhất trong cuộc đời của chú rể Ngọc Duy và cô dâu Thanh Hiền, họ sẽ trao gửi cho nhau những lời tình yêu hẹn hò. Hình ảnh của cặp nhẫn cưới là ngày vô cùng yêu thương và đó là những giây phút hạnh phúc bất tận. Họ đã cùng nhau trên con đường thật dài và chắc chắn sẽ được chung một mái ấm gia đình thật hạnh phúc. Và thưa quý vị, khi những chiếc nhẫn cưới đã được đeo vào ngón áp út của cô dâu và chú rể thì điều này cũng chứng minh rằng lòng tôi một chút này, chú rể Ngọc Duy và cô dâu Thanh Hiền, họ đã chính thức bên mở thành công. Và một tràng vỗ tay thật lớn từ phía tất cả quý vị. Chú rể Ngọc Duy thân mến, nhẫn thì anh đã trao rồi, và việc làm ngay lúc này không điều gì khác, hãy dành cho người vợ của mình một cái ôm thật yêu thương. Xin mời. Quá tuyệt vời quý vị, một tràng vỗ tay thật lớn thôi ạ. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Và thưa quý vị thân mến, ngày hôm nay ngoài những lời chúc mừng hạnh phúc của mọi người đã có mặt nơi đây thì hai nhân vật chính sẽ cùng đón nhận những món quà của những người thân trong gia đình. Và ngay sau đây xin mời món quà đầu tiên của ông bà nội ạ. Sự hiện diện của ông và bà nội của chú rể với những bước đi chậm chắc, và tóc ông bà cũng đã điểm bạc và ngày hôm nay cũng đã có mặt tại đây. Và xin được thay lời cho chú rể Ngọc Duy, cô dâu Thanh Hiền xin cảm ơn sự hiện diện của ông bà cũng như món quà vô cùng ý nghĩa để gửi tặng tới hai cháu trong ngày hạnh phúc hôm nay. Xin được gửi kính chúc ông bà thật nhiều sức khỏe, phúc như Đông Hải, thọ tượng Nam Sơn. Xin mời ông bà ngoại hãy cùng lên sân khấu để dành tặng món quà. Thưa quý vị thân mến, ngày hôm nay thì ông bà ngoại cũng đã có mặt tại đây với những tình cảm yêu thương ông bà dành tới hai cháu của mình. Xin được thay lời cho cô dâu chú rể một lần nữa cảm ơn ông bà rất nhiều ạ. Và con cảm ơn ông bà ngoại của chú rể ạ. Và ngay sau đây sẽ là món quà cưới của bố mẹ chú rể sẽ gửi tặng tới hai con những món quà ý nghĩa trong ngày hạnh phúc hôm nay. Xin mời ạ. Thưa quý vị thân mến, người Việt Nam ta thì luôn có một quan niệm thật đúng đắn. Con cái là tài sản lớn và vô giá nhất trong cuộc đời của những người làm cha làm mẹ. Và ngày hôm nay, với những món quà cưới ý nghĩa gửi tặng tới hai con, xin được cảm ơn ba mẹ vì tất cả những điều tuyệt vời mà ba mẹ đã làm cho các con của mình trong suốt thời gian qua. Ngày hôm nay hai con sẽ có một cuộc sống mới, một hành trình mới.
Và thưa quý vị, trong giây phút này thì chúng ta hãy cùng dành một tràng vỗ tay thật lớn để cùng chúc mừng trong khoảnh khắc tuyệt vời này ạ. Và cảm ơn bố mẹ. Và ngay sau đây sẽ là món quà cưới của chú Thím Vũ Chi ạ. Và ngày hôm nay khi được đón nhận những món quà ý nghĩa của những người thân trong gia đình thì cô dâu và chú rể rất tự hào, rất hạnh phúc. Và xin được cảm ơn chú Thím Vũ Chi. Và tiếp theo xin mời món quà cưới của em Hiếu là em trai của chú rể sẽ chuẩn bị ạ. Và ngày hôm nay thì anh Tài xin phép là không chúc cho cô dâu chú rể trăm năm hạnh phúc. Bởi vì sao vậy? Bởi vì câu chúc đó thì cô dâu và chú rể đã nhận được rất nhiều từ các cụ và các bà của hai bên gia đình và tất cả quý vị rồi. Và anh Tài xin chúc cho cô dâu chú rể dù cuộc sống hôn nhân sau này sẽ có lúc giận hờn, có lúc cãi vã và đặc biệt là không kiềm chế được bản thân của mình nhất, thì chỉ mong Ngọc Duy và Thanh Hiền nhớ đến cái ngày hôm nay, cái ngày mà tất cả các tổ cùng các bà, các bố, các mẹ đã cùng có mặt tại đây chứng kiến hai chị hạnh phúc như thế nào. Chú rể có đồng ý không ạ? Cô dâu ạ. Cảm ơn cô dâu chú rể với những khoảnh khắc vô cùng tuyệt vời. Và ngay sau đây xin mời hai chị sẽ cùng tiến tới những tầng bánh cưới để cùng nhau chia sẻ ngọt bùi. Xin mời. Và xin mời cô dâu và chú rể ạ, hãy cùng tay trong tay cắt lên những tầng bánh cưới. Và thưa quý vị, nếu đủ nắng thì hoa sẽ nở, nếu đủ gió thì trong sóng sẽ quay, và nếu đủ yêu thương thì hạnh phúc đong đầy. Cô dâu chú rể họ đang tay trong tay cùng cắt lên những tầng bánh cưới. Những tầng bánh cưới sẽ là một nền tảng của gia đình vững chắc, tượng trưng cho hạnh phúc yêu thương luôn tràn đầy mật ngọt. Và kể từ ngày hôm nay, những hoài bão, những ước mơ sẽ được cô dâu và chú rể cùng nhau chia sẻ. Cảm ơn cô dâu chú rể. Và ngay sau đây xin mời anh chị sẽ cùng tiến tới những tháp đi trắng lệ để cùng nhau khơi nguồn yêu thương, cùng nhau bắt đầu một cuộc sống vợ chồng bằng những dòng chảy tình yêu hạnh phúc. Và xin mời chú rể hãy cùng cưa trên sông anh đầu tiên ạ. Thưa quý vị, người ta đã nói rằng hôn nhân không phải là nơi có thể cập bến, mà hôn nhân sẽ là một nơi mà hai người yêu nhau, họ sẽ quyết định ràng buộc cuộc sống ra khơi. Và ngày hôm nay chú rể Ngọc Duy và cô dâu Thanh Hiền sẽ cùng nhau lên con thuyền ấy, cùng nhau vượt qua tất cả những sóng tố của cuộc đời này. Và thưa quý vị, rất lâu rồi chúng tôi chưa được nghe những tràng vỗ tay đồng thanh từ phía quý vị ạ. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Và xin mời cô dâu chú rể hãy cùng tay trong tay rót rượu champagne. Những dòng rượu champagne đỏ thắm đang tuôn chảy hòa quyện với những làn khói trắng, tạo nên những dòng suối vô cùng kỳ diệu. Và ý nghĩa của những dòng suối đó cũng nói lên một điều rằng kể từ giây phút này, tình yêu của chú rể Ngọc Duy và cô dâu Thanh Hiền sẽ mãi tuôn chảy theo năm tháng suốt cuộc đời. Và tiếp theo xin mời chú rể hãy cùng cười trên sông anh thứ hai ạ. Với chai champagne thứ hai này thì xin mời cô dâu chú rể hãy cùng rót đầy vào những ly đã chuẩn bị sẵn trên bàn, để ngay sau đây sẽ là những ly rượu hiếu kính, những ly rượu của lòng biết ơn mà hai nhân vật chính sẽ cùng kính dâng lên những bậc làm cha làm mẹ. Xin mời. Rượu cay thì tắm tình chồng vợ, ly rượu hồng để kính chúc mẹ cha, vì con cha mẹ chóng già, ơn sâu nghe nặng như là biển khơi. Và ngay sau đây sẽ là những ly rượu hiếu kính, những ly rượu của lòng biết ơn mà hai nhân vật chính, cô dâu và chú rể, họ sẽ kính dâng lên những bậc làm cha làm mẹ. Và xin mời cô dâu ạ, hãy cùng nâng hai ly
để mời bố mẹ chồng ạ. Và tất nhiên rồi, chú rể sẽ cùng nâng hai ly để mời bố mẹ vợ. Ngay lúc này trên sân khấu sự diện đông đủ của đại gia đình với những ly rượu hồng để kính chúc cho mẹ cha của cô dâu và chú rể. Và ở phía dưới chúng ta chưa có rượu, chúng ta thay bằng những chén trà có được không ạ? Và trong phút anh Tài sẽ là cầu nối của tất cả quý vị. Chúng ta sẽ đến 1, 2, 3 cùng hô vang 4 tiếng chúc mừng hạnh phúc. Quý vị đã sẵn sàng chưa? Vâng ạ, quý vị đã sẵn sàng chưa? Mời đại gia đình nhà mình cùng nâng cao ly của mình lên ạ. Và ngay bây giờ, 1, 2, 3, chúc mừng hạnh phúc. Rất tuyệt vời, xin mời gia đình nhà mình cùng chúc ly và sau đó tặng ly. Và xin mời chú rể, Ngọc Duy, cô dâu thanh niên sẽ cùng tay trong tay uống ly rượu sau môi. Một lần nữa chúng tôi xin được thay lời cho gia đình, đỡ lời cho cô dâu chú rể cảm ơn tới sự diện yêu mến của tất cả quý vị. Chúc cho tình thân gia của hai nhà sẽ ngày càng keo sơn và bền chặt hơn nữa. Và chúc cho tình yêu của cô dâu và chú rể trăm năm tình viên mãn, bạn đồng nghĩa phương thệ. Và một tràng vỗ tay thật lớn từ phía tất cả quý vị. Vâng ạ, ngày hôm nay thì xin mời đại gia đình nhà mình cùng nán lại sân khấu để cùng lưu lại những thước phim, những bức hình đẹp nhất trong ngày hạnh phúc hôm nay ạ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
rực rỡ, về cho đôi uyên ương thêm đẹp xinh màu áo. Mùa cưới đang vào mùa xuân ngát hương, trời đất giao hòa niềm vui bốn phương. Ta nên đi mừng